Mình ăn tôi xin chào các bạn nha. Các bạn biết hôm nay mình ăn tôi đang ở đâu không các bạn? À, hôm nay mình ăn tôi mình đang ở dưới cặp bờ sông nè các bạn. Mình ăn tôi đang đứng ở dưới cái xà lan rất là to, rất là bự. Xà lan đang chở cát, đá dưới đất nè các bạn. Xà lan này các bạn biết làm gì không? Xà lan này để phục vụ công tác làm đường các bạn. À, vận chuyển cát đá nè, rồi đất nè để sang lắp bờ kinh của mình á, cấp gài á, mưa lũ nhiều dạt về nên phải gia cố bờ thêm cho khỏi bị ngập đó các bạn. Ồ, cẩu dây đang xúc lên bờ các bạn. Cẩu dây quăng lên bờ, quăng đất lên bờ để làm gì các bạn biết không? Để cho hai anh xe cẩu xa xa đằng kia kìa có nhiệm vụ là sang lấp và móc đất dời đi những chỗ lõm, chỗ hổng, chỗ thấp để cho bằng phẳng các bạn. Đó, hai anh này là có nhiệm vụ đó, thấy không? Quăng lên bờ là hai anh có nhiệm vụ là sang lấp đó. Đó, thấy không? Vụ sang lắp di dời đất cát mà quăng lên thành đống á, khoan cho bằng phẳng các bạn. Rồi, mình đi lại gần gần cho bạn xem cho rõ nha. À, các bạn thấy không, xa 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 cũng có hai chiếc xà lan nè ngoài sông nè các bạn. À, hai chiếc xà lan này cũng có nhiệm vụ là cung cấp đá cát và đất nữa, nhưng mà không phải ở địa điểm này mà địa điểm khác nha các bạn. À, đây chiếc nè, à, đây chiếc nữa nè, à, thấy không? À, đây đá nè, à, các bạn thấy ghe đá không? Chở đến nơi làm việc khác, không phải địa điểm này, tại địa điểm này có xà lan đất làm rồi, thì những chiếc xà lan này sẽ đi tới địa điểm ở trên đây nè, trên đây nè, à, xa xa ở trên các bạn. Mà quay không thấy đâu. Thôi mình trở lại vấn đề chính đi ha. Thôi cẩu dây hạ xuống. Đó. Mình đứng lên cho bạn xem rõ hơn. Wow. Thôi mình cấu đất mới quăng bự quá. Nhanh thiệt. Cái này cẩu dây nè các bạn, kêu bằng cẩu dây á. Đúng, hút đất thôi. Chưa chính xác, hút lại, hút lại. Đó, cào vô, cào vô. Có nhiệm vụ là di dời những cái đống đất của cẩu dây. Quá chuyên nghiệp đối với bác tài kia cẩu dây. Ao 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 tiếp. Ủa sao dừng lại rồi? À chưa lấy chớn được các bạn. Lấy chớn này. Tím nè, đổ xanh nè, một lúc ba xe làm việc các bạn, làm việc một cách hăng say, nhịp nhàng. Rất là chuyên năng các bạn ơi.
khoảng 30 mét để làm một cái con đường 30 mét, rồi tiếp tục xe cẩu sang dây quăng cái đầu kia nữa. Nói chung là rất là nhiều công đoạn các bạn, công phu lắm, cực kỳ công phu. Thấy không, làm rất là cực lực, rất là hăng say. Và rất là siêng năng. Đó, nhẹ nhàng tình cảm. Wow, từng gào một, nhô gào nào lấy chất lượng không các bạn. Wow. Tôi đụng bụi cho bá luôn. Có lẽ như là tiến độ của xe cẩu xanh nó nhanh hơn xe cẩu tím nha. Cẩu xanh xa xa mình thấy một đống đất này chắc luôn, còn xe cẩu tím thì ít hơn, không trôi chảy bằng xe cẩu xanh. Nhưng mà lực mốc thì bằng nhau. Anh một quào thì tôi cũng một quào. Tới bụng rồi, chuẩn bị về ăn cơm thôi. Mấy bác tài xế xe cuốc, xe cẩu và xe sáng dây nè, cũng chuẩn bị ăn cơm các bạn ơi. Một tí nữa thôi là ta về ăn cơm nha. Các chú ơi, cố lên, cố lên. Mấy chú làm từ từ hết nhiên liệu rồi các bạn ơi. Hết nhiên liệu thật rồi. Đói rồi. Làm việc nhiều nên ăn nhiều các bạn. Ba tô tám chén. Các bạn ăn nhiều cũng mau lớn giống như mình nha. Lên thôi, lên thôi. Đi đó mẹ. Đó, xe nè, đó, ban đường cho chúng ta đi á, để không bị dơ, không bị trơn trượt, không bị mưa, không bị nước động, đủ thứ hết đó các bạn. Mai mốt là ở đây là sẽ là một con đường láng mịn, chạy nhựa bê tông, mình chạy xe on luôn các bạn.
bạn thấy không? Thôi giờ mình đi theo xe cẩu xanh coi xe cẩu xanh làm việc như thế nào nha các bạn. Đây, giờ sau là này đang ở dưới thì Vũng Bùng mà. Rồi bước qua Vũng Bùng này thôi. Wow, lúng quá đi. Mấy bạn ơi, giờ mình phải vô lùm mình núp thôi. Cái nắng quá, chiều hết nổi rồi khát nữa mà. Rồi mốt mà các bạn đi đường á, bạn nhớ đem theo chai nước nha. Chứ nắng là mấy bạn phải đem theo nón nè, mặc áo khoác dài tay là để thôi là mấy bạn đi nắng là mấy bạn thiếu nước thứ nhất. Thứ nhì nữa mình không có bảo hộ dài tay nó sẽ đen da mình à. Thứ ba nữa không có nón là mình sẽ bị cảm nhức đầu nha các bạn. Nhớ đi đường là phải mang nón nè, áo dài tay nè, khẩu trang nè và nước. Quan trọng nước rất cần thiết cho cơ thể nha các bạn. Wow, video của Minh An đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu cảm thấy hay nhờ các bạn đăng ký kênh và nhớ bấm cái chuông nha các bạn để không lỡ các video mới của mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Wow, cảm ơn các bạn nhiều lắm.